Chào mừng quý vị khán giả đã đến với kênh MCN. Hôm nay ba nhà sáng đưa đưa Quốc Đại đi học, ông Anh đi học xong rồi trưa rước ông Anh về, xong rồi đi mua cái này về làm bất ngờ cho Quốc Đại này nha. Quốc Đại vô tới ga xe kìa, rồi chạy vô nè, vui dữ lắm luôn nè nha. Con cá thưa đi con. À à, giỏi quá giỏi. Vô tới ngoài xe kìa. Đại giờ vui lắm mà nghe quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành và ủng hộ cho anh em channel nhé. Thưa đi Mộng Anh. Thưa đi con. Nè nè con thưa đi Quốc Đại. Chị ông thưa bà, chị cơ chị gì, chị chơi thưa bà, chị chơi bà thưa bà. Con thích không con? Thích không Quốc Đại? Dạ thích. À, nè ca. Nè ca. Nè nhưng mà đồ ăn đâu? Em đang quay phim. Mẹ đại nó một con cá. Cảm ơn ba đi con. Con cá này là của chú. Cảm ơn ba đi nè. Dạ. Đó, hai con cá kìa. Mẹ con có ba con cá hay gì vậy? Bốn con á con. Đâu, con đúng kêu thấy bốn. À, quý vị thấy con cá quý vị khán giả thấy các bé vui ghê ha. Bỏ cặp đi Quốc Đại. Nay con đi học vui không? Vui. Ông Anh, con lại đây mẹ quay phim cái đi con. Con có một cách. Cách gì con? Làm hơi á. À, em gái này hồi kỳ ba mua cho nè. Không, đâu cần đâu con Đại. Em gái gì? À. Cái đó Mộng Anh cho mấy cá nó ăn rồi đó, hưởng hồi con cho mấy cá con ăn ha. Thì con đi bắt được một đồ ăn. Vui không Quốc Đại? Vui. Ừ, nay con đi học vui không Quốc Đại? Vui. Vui hả? Mẹ con đụng cái mà dài ở đằng à, cái vây của nó đó hả? Dạ con. Ừ. Con đụng cái đuôi á. Ba mua nè, mua mua chậu này ha, mua cá, mua mấy viên sỏi, rồi mua cái bông, cái cây để nữa. Của Mông Anh cũng vậy luôn. Các bé thích lắm luôn, cái gì khán giả ốp thương kìa. Cá. Con nói cá đi. Cá. Cá. Lên đây chút xíu đi con, Mông Anh Quốc Đại. Đó. Quý vị khán giả thấy đẹp không? Cho em này ngồi ở đây luôn. Quý vị khán giả xem nếu thấy thích, vui lòng nhấn đăng ký, mẹ like và chạy vô cô cao chia sẻ ủng hộ cho anh em channel nhé. Hello cha. Yeah. Ôm em miếng đi Quốc Đại. Ôm em miếng đi con. Anh Quốc Đại đi học về đó. Rồi mẹ ẵm con ha. Dạ. Con làm nó sợ á, từ từ. Mẹ nó kiếm đồ ăn kìa. Giới thiệu với quý vị khán giả niềm vui nho nhỏ ba tạo ra cho các bé. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Quốc Đại bye bye đi con. Bye bye. Cảm ơn quý vị khán giả đi con. Cảm ơn quý vị khán giả. Hẹn gặp lại video. Rồi sao nữa? Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.
Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công nha.